Hi, xin chào tất cả các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ review món này nè. Nó có tên là miến chua cay Trùng Khánh. Mình biết là các bạn đã không xa lạ với món này rồi, nhưng mà hôm nay mình mới có thời gian order nó về thử và để ăn. Thường thường thì mọi người sẽ bán theo thùng, một thùng mấy trăm đó, nhưng mà vì mình thử nên là mình trả một hộp thôi. Tiệc đường thì xin giới thiệu với các bạn hai thành viên mới của nhà mình. Đây là Lưu Bị đó, rất là thông minh và ngoan cường. Còn bé nhỏ nhỏ này tên là Tào Tháo. Các bạn hãy like và đăng ký kênh của mình để chúng ta có thể gặp được Lưu Bị và Tào Tháo nhiều hơn. Toasty. Nào bây giờ chúng ta cũng bắt đầu thử cái món này nghe. Tại vì mình cũng rất là hồi hộp. Đầu tiên thì xem qua một chút ở trên này. Các bạn có nhìn thấy được không? Khi mà bọc cái màn như này thì nó có vẻ sạch sẽ và an toàn hơn. Còn cái hộp này để bằng giấy. Đặc trưng của đồ ăn Trung Quốc luôn á là những cái hộp đồ đóng hộp như này thì cái hộp nó sẽ bằng giấy. Trước khi xem bên trong cái gì á thì chúng ta sẽ xem qua những cái chữ ở trên này nha. Chúng ta sẽ xem thành phần hàng sử dụng. Ở đây có hai con bò rất xinh xắn nè. Mình nghĩ là đây là một cách để mà sao ta? Để quảng cáo thương hiệu của nó như kiểu một câu chuyện gì đó nên đây. Cứ tìm hàng sử dụng trước, người sản xuất. Ok la. Nè các bạn, thường thường thì ngày sản xuất của Trung Quốc sẽ được in ở trên cái bao bì ni lông này nè. Giống như là cái video mà mình review cái một cái loại miếng nào đó thì nó cũng giống vậy á. Ngày sản xuất ở đây sẽ là ngày 17 tháng 3 năm 2020. Hơi mờ đúng không? Nhưng mà nó in ở đây nè. Ở cái góc này nè, đó như một hộp mì ly bình thường thôi. Ở đây nè thì nó sẽ ghi là thành phần nè, ngày sản xuất, hạn sử dụng, các thể loại giấy phép, nơi sản xuất đồ cái kiểu đó. Thì ở đây mình có thấy là danh sách gói gia vị là bao gồm dầu thực vật, dầu chua, muối, hương vị, bột ngọt, đường trắng, ớt. Có nghĩa là mỗi cái gạch đầu dòng ở trong này nè thì sẽ là thành phần của một gói gia vị riêng biệt ở trong. Chúng ta sẽ có tiếp ở đây đó là số giấy phép sản xuất nè, sức khỏe gì đó thời hạn sử dụng là 10 tháng nha, kể từ ngày sản xuất, và ngày sản xuất in trên bao bì mình đã nói rồi. Hướng dẫn sử dụng nè, làm thế nào để ăn. Cho bún và gia vị vào bát, đặt trong nước sôi, để nắp và để yên trong 5 phút. Có nghĩa là mình sẽ chế vô và chờ nó sôi như là mì ăn liền bình thường thôi. Dạ, này mình còn quan tâm tới cái gọi là thành phần dinh dưỡng của sản phẩm nữa. Ở mặt này, khối lượng tịnh của cái này là 108g như vậy đây. Cho mỗi 100g thì sẽ năng lượng 1750 calo luôn nha. Chất đạm sẽ là 12,1g. Thì chắc là trong này có thịt hay là đậu gì đấy. Mập, mình không hiểu tại sao lúc nào nó cũng dịch là mập, nó cũng dịch là fat hay là gì đó. Nói chung là chất béo. Thì sẽ là 36g. Carbon hydrate là tinh bột của các bạn 12g. Và đặc biệt đó là các bạn có muốn biết là hai con bò này nó nói gì với nhau không? Anh bò điên. Anh bò điên nói là Lý Bạch xếp hạng gần đây đã bị mất nên làm gì, mày không biết xếp hạng là gì. Thì cái anh bò đỏ này đó, anh bò đỏ này nói là đừng lo lắng, hãy đến với thức ăn bột chua nóng đủ điều kiện ngay lập tức. Kiểu như là anh này đang rất là đói và cái gì đó thì anh này kêu là đừng lo lắng, cái này ăn được liền nè, ngon lắm đó. Wow. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lột cái này ra. Thì trong này sẽ có những cái như sau nè. Mình có cái gói màu trắng này, cái này là một gói nước, maybe nước me. Rất nhiều gói nha, cái này như kiểu xả phơi với các bạn. Cái này là một gói bột, gói thứ 5 là một gói dầu như là trong mì hảo hảo chúng ta hay ăn. Gói thứ 6 là gồm rau nè, mình vẫn đang tò mò gói nào là gói chất đạm. Món thứ 7 là cái đũa thế này, quá quen thuộc. Cuối cùng đó là miếng, cái này miếng. Bây giờ chúng ta sẽ đổ nước sôi vào đây, đổ gia vị vô và chờ 5 phút. Đầu tiên thì mình sẽ tiến hành cắt những cái gói gia vị này vô nha. Gói màu trắng nè, cái này là đậu phụ. Vô, đây là tới gói xả. Vô, cho cẩu vô luôn. Nè, muối nè, muối này có chấm xoài ngon lắm. Vô. Sa tế này đặc biệt cái là nó vẫn rất là lỏng chứ không phải là nó bị đông như là một số loại mì gói đâu. Có nhiều loại mì gói lúc mà mình ăn cái gói sa tế nó kiểu mỡ, nó đóng bợn và nhìn cái ghê. Đây là gói nghe nè, tại vì đây là lẩu chua cay nên mình nghĩ là cái miếng này sẽ là nước chua hay nước cay gì đấy. Thả vô luôn. Sau đó chúng ta bỏ nước sôi vô, chén sôi vô. Thơm các bạn. Để nắp lại cho 5 phút. Sau tầm 5 phút quá thì rau củ đã nở ra rồi nè các bạn. Đó. Sau khi chờ đợi thì đây, mình đã được sản phẩm như thế này. Bây giờ chúng mình cùng thử nha. Xin lỗi các bạn, mình không có quen xài cái này nè. Bây giờ mình sẽ dùng đũa luôn. Cái mùi á, đầu tiên sọc mũi mình là cái mùi.
mình không hiểu tại sao mà mình cảm thấy cái mùi này nó hơi nhựa nhựa một tí. Có lẽ là mình không vẫn chưa quen với cái mùi đồ ăn Trung Quốc các bạn. Làm bao nhiêu video rồi Phượng nha. See you why. Thì cái cọng của nó như thế này. Ăn nó như là cọng với bình thường á, nhưng mà nó dai hơn một chút. Có điều là gần đấy nhất là mình có ăn thử cái lẩu cắp á, thì cái cọng ở trong cái lẩu cắp nó ngon hơn nhiều. Nó dai và nó giòn, nó dày hơn. Mình sẽ thử cái rau của nó. Mình quay cả cho các bạn xem. Nó cái cọng rau nó như thế này nè. Nó nở ra. Thật ra cái vị này mình không có thích lắm. Nó hơi chua quá. Mình biết là cái này lẩu chua cay nhưng mà nó hơi chua. Còn cay thì đối với mình là như vậy, chưa có cay. Nhưng mà đối với một số bạn mà không ăn cay được ấy, thì như vậy là cũng hơi thấm á. Có điều nó chua, các bạn, cái vị chua nó kỳ á. Nên là các bạn nếu như mà không ăn được chua hoặc là không thích đồ ăn quá chua, nó không phải kiểu loại Thái mà chua chua mà còn có chua kiểu gì á, chua kiểu mi 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 á. Mà nếu như các bạn không ăn được đồ ăn quá chua hoặc là không thích cái vị chua đặc trưng như vậy thì các bạn có thể lựa chọn bỏ bớt cái lọ gói lẩu chua đó ra hoặc là cho ít lại. Lưu bệnh là mình thích xin ăn. Ai ăn gì nó không xin hết á. Nhưng mà đâu phải là ăn, ăn được đâu. Có thể cái gì nó cũng ăn được. Nó kêu nó xin gì đó là đâu có ăn đâu. Biết làm sai luôn á. Thật ra mình nghĩ là một gói như vậy á, thì cái lượng calo của nó trên 1000 cũng có thể hiểu được. Tại vì cái lượng T1 của nó rất là nhiều. Còn đạm ở đâu á, thì mình nghĩ là cái nguồn duy nhất mà có đạm trong này đó là đậu phụ. Nhưng với số lượng đậu phụ như vậy thì không thể nào có mà 10 mấy gram đạm được. Mình cũng không hiểu. Tại vì cái món này nó nói chung là khá nổi tiếng nên mình cũng muốn ăn thử cho biết. Chứ thật ra ăn xong rồi thì mình cũng thấy là nó không ngon lắm so với cái lẩu cắp hôm bữa. Thì cái lẩu cắp nó ngon hơn, cái vị nó dễ ăn hơn đối với người Việt Nam của mình. Cái này nó cũng chua, chua một cách kỳ lạ luôn á. Không biết là các bạn nếu đã thử rồi thì các bạn có cảm thấy cái vị giống mình kiểu nó chua và nó hơi khó một tí. Nếu như mà các bạn thấy như vậy thì bình luận giúp cho mình biết nha. Hoặc là nếu các bạn thấy nó ngon hãy chia sẻ cho mình biết, có thể là mình ăn không hợp thật. Nhiều khi là do trước giờ mình ăn ngọt hết. Đồ ăn của mình đa số là phải có đường với lại ớt nhiều một tí. Nên là ăn cái này mình thấy nó không có thấm lắm. Mình cũng có học bình luận ở trên mạng rồi. Thì nó cũng có rất là nhiều ý kiến trái chiều như là ngon, không ngon, hợp, không hợp. Tùy khẩu vị mỗi người ấy. Nhưng mà cái đậu phụ mình ngon nè. Này các bạn xem cái cọng của nó như thế này. Cái này là đậu hũ cây nha. Là một nguồn đạm nữa. Nguồn đạm hiếm hoi nữa. Đây. Cái này là cà rốt. Nhỏ 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 nhỏ. Nhỏ và không có vỏ. Nhưng mà cái hộp đậu phụ này thực sự rất là ngon á. Mình thấy những ngày đầu tiên á, khi mà món này mới nổi á, thì món này được bán như kiểu là bán theo ly giống như vậy nè. Sau này mình hơi để tới là mọi người bắt đầu order theo kiểu bán theo thùng á. Một thùng như vậy là 6 gói thì là bao nhiêu đó. Mình cũng không hiểu tại sao, có thể là mọi người thích ăn cái này thật. Nó hợp vị, nhất là cái cọng miếng. Cọng miếng này thì nó dai hơn miếng Việt Nam của mình một tí. Nếu như mà các bạn hỏi mình là 30 mấy ngàn thì có nên mua cái này hay không, thì mình nghĩ đó là ý kiến cá nhân của mình thôi. Thì 30 mấy ngàn mình hoàn toàn có thể thử được nhiều món hơn, ngon hơn và có vị hợp hơn. Nhưng mà nếu các bạn chưa ăn, cũng chưa biết và muốn thử tại vì nó cũng hot mà, thì cứ nên thử một lần nha. 30 mấy ngàn để chúng ta có những trải nghiệm. Nhưng mà các bạn đừng quên nha, một hộp như vậy này tới 1000 mấy calo rồi, là bằng lượng calo mà chúng ta cần nạp cho một người kiểu sinh dân văn phòng không vận động quá mạnh á, thì một hộp như vậy là đủ lượng calo trong ngày rồi á. Nên là hãy cân nhắc, tốt nhất là nên ăn vào buổi sáng, hạn chế ăn vào buổi tối thì nó sẽ tích tụ hơi nhiều calo và tiêu hóa không tốt, mình nghĩ vậy. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta hẹn gặp nhau ở nhiều video hơn nữa.
Mình rất là mong chờ những cái đóng góp ý kiến của các bạn, không chỉ những video này mà cả những video khác hoặc là những lĩnh vực khác khi mà mình làm video. Thì nếu như các bạn thấy video sau của mình tốt hơn video trước thì đó hoàn toàn là nhờ công của các bạn. Cảm ơn các bạn. Bye bye. Hẹn gặp các bạn ở những video sau nha. Và đừng quên là mình ra video mới mỗi tuần.